không mẫu hạm bay ý tưởng điên rồ của quân đội Mỹ có thể thực sự hoạt động. Những hàng không mẫu hạm đang ngày càng trở thành mục tiêu dễ bị tấn công. Và nếu hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đứng bên lề của một cuộc xung đột, có thể Hoa Kỳ cần phải xem xét lại ý tưởng mới về một hàng không mẫu hạm khác. Những kỹ nghệ ngày càng tân tiến đang khiến cho hàng không mẫu hạm trở nên yếu thế. Vệ tinh và radar có thể dễ dàng định vị hàng không mẫu hạm. Kho chứa vũ khí hỏa tiễn chống hạm siêu âm của Trung Cộng đã tạo ra một khu vực có thể ngăn chặn các hàng không ở hạm Mỹ đến gần các bờ biển của Trung Cộng để thực hiện các cuộc xung kích, làm giảm hiệu quả khả năng tiến hành các hoạt động tấn công của Mỹ nhằm vào lục địa Trung Cộng. Và chỉ cần một hỏa tiễn uy lực là đủ khiến cho hàng không mẫu hạm trở nên vô dụng, cho dù chỉ một phát bắn chưa đủ để đánh chìm nó. Nếu không có khả năng tận dụng các máy bay tấn công của Hải quân Hoa Kỳ, các hoạt động tác chiến ở Thái Bình Dương sẽ vô cùng khó khăn. Hải quân Mỹ hiện đang đặc biệt lo ngại về hỏa tiễn DF-26 của Trung Cộng. Một loại vũ khí được đưa vào sử dụng năm 2018 này là hỏa tiễn đạn đạo cơ động, Nghĩa là chúng có thể thay đổi đường tiếp cận sau cùng, thay vì chỉ tuân theo một quy luật trọng lực. Chúng còn được mệnh danh là sát thủ diệt hàng không mẫu hạm. Hỏa tiễn DF-26 có thể được phóng đi từ một chiếc xe tải và có thể mang đầu đạn hạt nhân hay đầu đạn thân thường. Theo nhà chiến lược hải quân Brian Clark tại Viện Hudson, mối đe dọa từ DF-26 là đủ lớn để cho Mỹ phải giữ các hàng không mổ hạm ở khoảng cách ít nhất là 1.600 km từ bờ biển của Trung Cộng. Ngũ giác đài vì thế cũng cần phải có những tính toán khác. Có một ý tưởng đang được thử nghiệm đó là biến những chiếc máy bay phù hợp thành không mẫu hạm bay có khả năng khai triển và thu hồi máy bay không người lái trên không. Đây được gọi là ý tưởng trở lại tương lai bởi thực chất chúng đã có từ năm 1917. Ý tưởng này cho phép hàng không mẫu hạm trên biển tránh xa khỏi nguy hiểm. Chương trình Gremlins của Dapa, máy bay Gremlins trong chuyến bay thử nghiệm tại Dewey Proving Ground vào tháng 11 năm 2019 lần lặp lại gần đây nhất của một không mẫu hạm bay đến từ Cơ quan Dự án Nghiên cứu Tân tiến Quốc phòng, hay còn được gọi là DARPA, đã chứng kiến những thành công trong quá trình thử nghiệm gần đây vào tháng Giêng năm 2021. DARPA đã phóng thành công máy bay không người lái Dynatics X-61A Gremlins từ khoang của máy bay chở hàng Lockheed Martin C-130A. Một chiếc máy bay không người lái Gremlin nặng 680 kg và có sải cánh gần 3.5 m. Khi được khai triển thì chiếc máy bay không người lái này có thể bay tới 500 km. Và theo như Scott Quispana, người đứng đầu dự án Grimlin mô tả thì chúng có thể tạo ra sự tàn phá. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì máy bay không người lái Grimlin có thể trở về tàu mẹ. Grimlin sẽ hoạt động trong các hạm đội dưới sự điều khiển của con người. Chúng tương tự như những chiếc cánh tay trung thành các phi đội máy bay không người lái yểm trợ cho các chiến đấu cơ trong các cuộc chiến. Tuy nhiên, thay vì cất và hạ cánh từ mặt đất hay hàng không mẫu hạm thông thường, thì Grimlin lại hoạt động hoàn toàn trên không trung. Những chiếc Grimlins có thể thực hiện nhiệm vụ chặn đường liên lạc, gây nhiễu tín hiệu và săn tìm mục tiêu để hủy diệt hay yểm trợ cho những chiếc chiến đấu cơ. Chương trình này nhằm chứng minh tính hiệu quả của các máy bay không người lái có khả năng chiến đấu chi phí thấp, có thể vừa khai triển vừa thu hồi từ máy bay chở hàng. Đồng thời, các máy bay không người lái Kremlin cũng có thể chia sẻ thông tin với nhau, chuyển thông tin từ mục tiêu và trinh sát về tàu mẹ. Chúng có thể được trang bị hỏa tiễn nhỏ hoặc là chất nổ để tấn công. DARPA hình dung việc sử dụng các máy bay chở hàng như C-130 để khai triển các máy bay không người lái này, trong khi vẫn ở bên ngoài hệ thống phòng không của đối phương cho phép máy bay không người lái tiếp tục tấn công các mục tiêu trước khi quay trở lại tàu mẹ, để được thu hồi và đưa về để bảo trì hoặc sửa chữa. Tuy nhiên, theo nhà chế tạo Dynatics, việc thu hút hỏa lực của đối phương có lẽ mới là mục tiêu chính. Thử nghiệm cho thấy một chiếc máy bay không người lái có thể được khai triển bởi C-130, nhưng bản thân chiếc máy bay không người lái cuối cùng đã bị phá hủy khi chiếc dù của nó không thể mở ra sau khi hoàn thành chuyến bay kéo dài một tiếng rưỡi. Các tính toán cho thấy việc chấp nhận hy sinh một hay hai chiếc Gromlings để phá hủy một hệ thống hỏa tiễn phòng không của đối phương là một cuộc trao đổi hời. Để đạt được mục tiêu đó, chi phí cho mỗi chiếc Gromlings phải ở mức thấp nhất. Điều này đồng nghĩa với việc chúng có thể được làm từ những vật liệu rẻ tiền và tuổi thọ không cao lựa chọn về không mổ hạm hay tàu mẹ cho những chiếc Grumlings có thể là chiếc máy bay chở hàng C-130 được cải tiến, có khả năng mang được 4 chiếc máy bay không người lái ở giá treo bom dưới cánh bay. Việc phát triển những chiếc máy bay không người lái cũng vì thế mà tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, phần khó khăn nhất là thu hồi chúng ở trên không sau mỗi nhiệm vụ. Về điểm này, nhà phát triển Dynetics cho biết Họ đã thiết kế hệ thống thu hồi đặc biệt phù hợp với giá thành trên chiếc C130. Một cuộc thử nghiệm tiếp theo bao gồm chụp ảnh bằng máy bay không người lái đã được dự định tiến hành vào mùa xuân năm 2021 nhưng có thể đã bị trì hoãn do sự bùng phát của COVID-19. Giữa thành công của cuộc thử nghiệm này và các chương trình máy bay không người lái khác như Skyborg, khái niệm về một không mổ hạm đã chứng kiến sự hồi sinh trong những năm gần đây và cuối cùng có thể trở thành một khía cạnh chung của sức mạnh không quân Hoa Kỳ. Hiện tại còn có nhiều ý tưởng tương tự đang được phát triển. Trong số này có dự án biến Boeing 747 thành không mẫu hạm bay. Trong những năm 1970, Boeing đã đưa dự án biến máy bay phản lực cực lớn thành không mẫu hạm bay. Boeing 747, một máy bay phản lực chở hành khách lớn nhất vào thời điểm đó, thành một tàu mẹ có khả năng phóng ra các máy bay chiến đấu nhỏ bé. Mặc dù chưa được chế tạo nhưng khái niệm này vẫn tồn tại trong tinh thần của chương trình máy bay không người lái Khrmling's mới của Dapa. 747 là một máy bay cực kỳ có khả năng ứng dụng đa dạng, vì vậy có vẻ hợp lý khi vào những năm 1970, thì Không quân Hoa Kỳ đã bắt đầu thử nghiệm ý tưởng chuyển đổi một trong những máy bay lớn này thành một không mẫu hạm bay, chở những chiếc máy bay chiến đấu có thể được khai triển, thậm chí thu hồi trên không trung. Các kế hoạch ban đầu định sử dụng máy bay chở hàng khổng lồ Lockheed C-5 Galaxy, nhưng Boeing cho rằng 747 mới thực sự cung cấp tầm bay và độ bền vượt trội khi bay với trọng tải đầy đủ. Theo đề xuất của Boeing thì chiếc 747 có thể được trang bị phù hợp để có thể chở được 883.000 pounds. Ý tưởng đằng sau chiếc Boeing 747 AAC được viết tắt cho không mẫu hạm trên không rất đơn giản về mặt lý thuyết, nhưng thực tế thì lại vô cùng phức tạp. Đề xuất dài 60 trang của Boeing thảo luận về các cách của một chương trình như vậy có thể được thực hiện nhưng vẫn còn những câu hỏi liên quan đến phạm vi nhiên liệu của một chiếc 747 mang trọng tải nặng như vậy và về cách thức máy bay chiến đấu sẽ hoạt động trong môi trường chiến đấu. Các khái niệm về không mẫu hạm bay trước đây cho thấy rằng sự nhiễu loạn lớn từ các máy bay lớn và động cơ phản lực của chúng khiến việc điều khiển các máy bay chiến đấu mà chúng sẽ thả xuống là vô cùng khó khăn, đặc biệt là khi máy bay quay trở lại sau một nhiệm vụ những lo ngại khác xoay quanh việc máy bay chiến đấu thu nhỏ này sẽ chiến đấu tốt như thế nào với các máy bay chiến đấu hàng đầu của Liên Xô mà họ có thể hình dung được. Cuối cùng thì đề xuất không bao giờ được thành hình, nhưng nó đã tạo ra một điểm quan trọng để thảo luận thêm về chủ đề này. Dự án khác của Loki CL-1201, một không mẫu hạm khổng lồ bay bằng năng lượng hạt nhân. Đề xuất nêu ra là một chiếc máy bay nặng 5.265 tấn để có được trọng lượng lớn như vậy, thiết kế bao gồm sải cánh bay 1.120 feet với thân máy bay có kích thước là 560 feet hoặc khoảng 2.5 lần so với 747, cao 153 feet bằng một tòa nhà 14 tầng. Theo Loki, thì họ có thể đưa một con chim khổng lồ này lên bầu trời chỉ bằng bốn động cơ phản lực cánh quạt khổng lồ bay bằng nhiên liệu phản lực thông thường dưới 16.000 feet, sau đó sẽ chuyển sang năng lực hạt nhân Nhờ lò phản lực trên tàu, sau đó thì không mẫu hạm bay có thể ở trên cao mà không cần tiếp nhiên liệu trong vòng 41 ngày, ngay cả khi vẫn duy trì tốc độ bay cận âm, cao ở khoảng 30.000 feet. Chiếc máy bay khổng lồ sẽ mang theo phi hành đoàn 845 người và có thể khai triển 22 chiếc máy bay chiến đấu đa nhiệm từ các giá treo lắp ở trên cánh. Nó cũng có thể duy trì một khoang chứa máy bay nhỏ ở bên trong để sửa chữa và phục vụ máy bay khi đang bay. Không có gì ngạc nhiên khi thiết kế này đã không vượt qua được giai đoạn đề xuất. Nhưng bản thân khái niệm này đã cho thấy một sự bất thường trong lịch sử tiếp tục truyền cảm hứng, sự chú ý mới cho đến ngày nay. Dự án máy bay hòa bình B-36 Máy bay thả bom khổng lồ có trọng lượng đáng kinh ngạc là 410.000 pounds khi được nạp đầy nhiên liệu và bom Quá trình phát triển của B-36 bắt đầu vào năm 1941. B-36 ở độ cao là 230 feet, có sải cánh dài 185 feet. Vào thời điểm đó, nó là một trong những máy bay lớn nhất. Mặc dù có khả năng đáng kinh ngạc, B-36 chưa một lần nào thực hiện nhiệm vụ tác chiến, nhưng kích thước và tầm hoạt động khổng lồ của nền tảng này đã khiến cho không quân xem xét việc sử dụng nó như một không mẫu hạm bay. Không quân Hoa Kỳ cuối cùng đã loại bỏ khái niệm này. Không thể phủ nhận ý tưởng về một chiếc máy bay khổng lồ có thể mang theo những chiếc máy bay nhỏ hơn là rất tuyệt. Tuy nhiên, việc đưa không mẫu hạm trên bầu trời có thành công được như vậy hay không, khi mà các kỹ nghệ hiện đại không ngừng phát triển thì hiện vẫn còn bỏ ngỏ.